Bạn muốn một freak show. Chết tiệt. Địa điểm là thu thập thông tin. Ta sẽ cần thêm đạn. Bạn đang nghĩ gì thế? Và tôi đã biết đó là một ý tưởng tồi. Bạn chỉ cần vượt qua. Bạn kéo càng nhiều người trong số họ càng tốt. Và tôi đi vào phía sau, xuống họ ở đó, tìm nhà để xe. Được rồi, bạn chỉ cần cho tôi vài phút để tìm phần tôi cần chết tiệt. Bạn lái xe trở lại, chúng ta đi ra khỏi địa ngục. Sau khi tôi giết một vài tên khốn, tôi thề với Chúa, bạn có một điều ước chết. Như tôi đã nói, không phải đêm nay, nhanh nào đổ cuốn thối tha. Go on. Get out of here, you little shits. Thế nào rồi anh em? Bạn sẵn sàng chưa? Chưa, vẫn phải tìm đường vào nhà để xe của Willy. Phải có một máy bơm nhiên liệu bên trong. Nhanh lên. Tôi đã vượt qua một trong những... Bạn gọi họ là cái quái gì? Cái chết tiệt mà Hipper bày ra. Dấu hiệu. Và nó có nghĩa là họ ở đâu đó ở đây.
That's what I thought. Phải làm một cái máy bơm nhiên liệu ở đây ở đâu đó. Không có gì giống như phế liệu. Cougar, bạn có ở đó không? Tôi đã tìm thấy một phần. Tôi đang đi ra đường cao tốc. Reaper. Không. À, chết tiệt. Reaper. Boozer. Bozeman. Nghỉ thật. Những chiếc áo dài này là biểu tượng của một người đàn ông đã chết. Biểu tượng chết sống thứ. Bỏ tôi ra đường cuốn. Người đi xe. Bạn phải được đưa thắt. Người đàn ông đi xe. Vì bạn đã mất và chúng tôi được tìm thấy. Hãy dạy cho anh ấy con đường. Anh em, con đường. Chúng ta sẽ chỉ cho bạn. Súng thấp, súng thấp, thấp. Bọn khốn kiếp đó, tôi đã giết hết bọn chúng. Mỗi đứa một trong số chúng. Boozer, nhanh nào. Ôi chúa ơi, tôi để rơi giúp bạn. Không, tôi có cái này. Không. Nhanh nào, đứng dậy. Xấu hổ chết tiệt. Chúng ta phải đi. Anh bạn, nó giống như họ đang từ bỏ tôi hoặc một cái gì đó. Mẹ kiếp, tôi đã không nhìn thấy chúng và sau đó chúng đã ở trên tôi. Ok, cánh tay của tôi. Đừng nhìn vào nó. Cánh tay chết tiệt của tôi. Không, tôi, chúa ơi, tôi nghiệm tức đấy. Đừng nhìn vào nó. Đừng nhìn vào nó. Lên xe. Đi nào. Đi. Bọn Ripper cuốn chiếc. Chết tiệt, nghĩ rằng chúng ta sẽ không bao giờ làm cho nó. Này, tại sao bạn không đợi ở đây? Hãy để tôi đảm bảo rằng mọi chuyện đã rõ ràng. Kệ đời nó, có một chiếc châu phong tần đang gọi tên tôi. Được rồi, khá giống như chúng tôi đã ở đó. Gì không giống như có nhiều thứ để ăn cắp. Chỉ cần giới thiệu lại bản thân mình. Cảm ơn Chúa. Tôi sẽ ra ngoài và lấy xe của tôi tìm một số đồ cho cánh tay của bạn. Bạn sẽ ổn chứ? Tôi sẽ đến trạm kiểm soát neuro đó. Họ phải có bằng vô trùng hoặc thuốc giảm đau. Ôi chờ đã, đường để xe của tôi ở đó. Không. Tôi sẽ đi bộ trong khi trời vẫn còn sáng. Này, tôi có một số đạn nếu bạn cần nó. Trong ngăn để trên cạnh cửa. Cảm ơn. Và này, từ này súng ngắn của tôi. Boozer. Được rồi, của bạn Dick.
Cảm ơn anh trai cảm thấy khá trần trụi khi không có nó.